từ nguồn thảo dược thiên nhiên phong phú, kế thừa và phát huy những tinh hoa của nền y học cổ truyền, sự đồng hành và cố vấn của những chuyên gia đầu ngành về y học Việt Nam. Tất cả sự hội tụ về trí tuệ kiến thức kết hợp với kinh nghiệm bào chế gia truyền trên cơ sở hiện đại hóa đã nâng tầm giá trị các bài thuốc đông dược, tạo ra các sản phẩm mang thương hiệu Tâm Bình. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm. Lấy y đức làm trọng, lấy mục tiêu phát triển các sản phẩm có chất lượng tốt, hiệu quả cao, giá thành phù hợp làm chiến lược phát triển lâu dài, Tâm Bình luôn nỗ lực góp phần vào sự chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Công ty có trụ sở tại 349 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội với hơn 200 nhân viên, 350 đại lý phân phối tại 63 tỉnh thành và hàng chục nghìn nhà thuốc có bán các sản phẩm của Tâm Bình. Công ty đã đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thuốc đạt tiêu chuẩn quốc tế GMP WHO, được trang bị máy móc hiện đại, tiên tiến, nhập khẩu trực tiếp từ nước ngoài. Với diện tích hơn 8.200 m², Tâm Bình đã đầu tư nguồn lực cho việc nghiên cứu khoa học, trồng dược liệu, quản lý chặt chẽ các khâu trong quá trình sản xuất. Song song với các hoạt động đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, công ty còn rất chú trọng tới xây dựng văn hóa doanh nghiệp bằng việc quan tâm, chăm lo tới đời sống của người lao động. Những chuyến tham quan du lịch, những món quà, phần thưởng cuối năm, những cuộc giao lưu bóng đá, những trò chơi, tiết mục văn nghệ trong những dịp lễ, ngày thành lập công ty luôn tạo không khí vui vẻ, thoải mái để mọi người cảm thấy gắn bó, đoàn kết với nhau hơn. Không chỉ thành công trong việc xây dựng thương hiệu dược phẩm Tâm Bình, Tổng Giám đốc Lê Thị Bình còn luôn tích cực góp phần làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn bằng những công việc nhân đạo từ thiện đã thành truyền thống của công ty. Bằng cái tâm của người thầy thuốc muốn chăm sóc sức khỏe cộng đồng và chia sẻ với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công ty đã kết hợp với Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam hàng năm tổ chức các đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa. Tinh thần tương thân tương ái thấm nhuần trong nhận thức của mỗi nhân viên công ty Tâm Bình đã trở thành truyền thống và là nét văn hóa đẹp của một doanh nghiệp trong cơ chế thị trường. Với giá trị cốt lõi, giữ vững niềm tin nơi người bệnh và luôn mang cả tâm tình trong từng sản phẩm, công ty dược phẩm Tâm Bình sẽ không ngừng nỗ lực nhằm mang đến cho khách hàng sự hài lòng về chất lượng, hợp lý về giá cả để luôn mãi là một trong những công ty dược phẩm hàng đầu Việt Nam.